Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay chúng ta lại tiếp tục quay trở lại với một cái series cho Nguyễn Hiền, một con sâu penguin nhá. Đã tìm thấy vị trí của con top 1 server. Nó nằm ngay giữa map thưa các bạn. Wow, một con sâu màu đỏ rất to. Lũ cháo. Một cú quay xe đẳng cấp. Tiếp tục là một pha ôm cua. Một thanh niên hồi sinh không đúng chỗ rồi. Đó là một pha hồi sinh đi vào lòng đất. Super Star với chúng tôi. Thanh niên đã bị bao vây. What the hell man? Đó là một pha double kill. Và một con sâu zombie thế hệ mới. Zombie với chúng tôi, lụng cháo. Vâng, các bạn đang xem video thì cho mình xin một like và một subscribe nhá. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bạn nào yêu thích về game con sâu thì cứ để lại comment cho mình. Mình sẽ làm video để gửi tặng cho các bạn. What the hell man? Và con sâu của chúng ta lại toang rồi. Đó là một pha bẻ lái không ổn tí nào. Chúng ta sẽ tiếp tục với một game đấu tiếp theo. Lụm cháo. Mày hả bưởi. Đây là một con sâu mũi to, mũi cà chua. Thanh niên đã toang rồi. What the hell man? Một pha bẻ lái rất mạo hiểm. Ồ,
Wow, đó là cái đuôi các bạn ạ. Đó là cái đuôi của một con sâu. Ok con tê tê. Chạy đi đâu cho hết nắng. Oh man, thanh niên đã banh xác rất nhanh. Tiếp tục là một pha bẻ lái đẳng cấp. Đó là đẳng cấp đã lên tiếng thưa các bạn. Vâng, sâu màu trắng của chúng ta đã bị bao vây. Pha này thì cứ gọi là hết nước chấm rồi. Hộ camera với chúng tôi. Mình sẽ trả thù con sâu lông cừu này. What the hell man. Lụm chảo lụm chảo. Một con sâu quá béo thưa các bạn. Đó là Big Slug. Ngoài hà bưởi. Bưởi với chúng tôi. Bạn bưởi của chúng ta đã toang rồi. Hiến Nguyễn của chúng ta đã lên được top 1 server. Tiếp tục là một pha bùa vây. Oh man. Quá thơm thưa các bạn. Rất nhiều đồ ăn furry. Sẽ là một pha tấn công em cừu của chúng ta. Oh, con cừu của chúng ta lại toang rồi. Chưa kịp tiêu diệt nó thưa các bạn. Headshot. Một pha headshot đỉnh cao. Pha này thì lại hết nước chấm rồi.
lụm chảo. Đó là một pha quay xe chật như lưa cớt. Áo đỏ chứng tỏ thịt rất thơm. Cần phải thịt luộc em này luôn. Làm gỏi luôn cho nóng. Thanh niên hết cơ hội rồi. Ok con TT, con sâu của chúng ta đã có 2 triệu điểm. Và một điểm số rất cao thưa các bạn. Những pha bẻ lái đẳng cấp liên tiếp lộ ra. Lũng cháo. Một chú cá coi đi lạc. Thanh niên đã toang ngay lập tức. What the hell man. Rất mạo hiểm thưa các bạn. Một pha di chuyển mạo hiểm đến từ sâu Penguin. Một pha đối đầu. Con sâu của chúng ta đã toang rồi. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Và xin gặp lại các bạn ở một video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.